50.000 ha, mưa. Mưa luôn rồi bà con, nó rít mưa luôn. À, thì cái cảm giác chúng ta sẽ đang đốt tiền và chúng ta sẽ không nỡ để ra tay làm cái việc đó hay bà con ha. À, thế nên là bà con chúng ta sẽ rất là khó trong việc mà chúng ta trồng. Xin chào quý bà con, ngày hôm nay Quanh đang đứng tại vườn của thầy Hiệp ở xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cũng là quê hương của Quanh. Thì trước hết Quanh xin phép gửi lời cảm ơn đến thầy đã cho Quanh được phép thực hiện video này, một video mà nó liên quan tới việc mà chúng ta trồng sen khanh nó không hiệu quả như thế nào. Thì bà con có thể quay một vòng, chúng ta vừa thấy mít nè, chúng ta lại thấy tắc nè, chúng ta thấy chanh nè, chúng ta thấy bưởi nè, đi theo chân Quanh nha. Rồi chà, cái trái mít kia nó bị thúi gì rồi kìa. Chín chín luôn rồi đó, Chín luôn rồi hả? cái đó chín luôn rồi thầy ơi. Rồi bà con thấy là cây bưởi nè, nó sát sát nách là cây mít nè. Rồi bây giờ bà con đứng ở Chín đây luôn đi, rồi. đứng ở đây chúng ta cùng nhau chia sẻ ha bà con ha. Quanh cũng đã rất là nhiều lần kêu la than khóc và nài nỉ, thậm chí mà khi mà có ở văn phòng được ngồi cùng với các bạn chuyên viên để trực tổng đài hoặc là chia sẻ tư vấn trực tiếp với quý bà con của chúng ta, thì Quanh cũng hay nói với quý bà con là trồng cái gì đừng có xen canh, đặc biệt là cây mít. Cây mít nó phát triển rất là nhanh, rất là lẹ, chúng ta đừng có xen canh với bất kỳ cây gì cả. Khi nó xen canh nó gặp ra tình trạng đó là vườn nó rất là tạp và nó bị mốp cái tàn ha, nó bị không có đầy tàn. Bà con có thể thấy là chẳng hạn như cái cây mít bên này, cây này là rõ ràng nhất nè, cây bưởi nó đang ngã qua phía bên này, thế là cây mít phía này nó cái tàn của nó đụng cây bưởi thì nó đâu có thể phát triển được nữa ha, đâu phát triển được nữa đâu. Bà con ha, còn phía ngoài này thì gặp cây chanh giờ cũng ngã luôn, chắc thầy đạp cho nó ngã quá. Và tại hồi xưa cái vườn này cơ bản nó là vườn chanh ha bà con ha, cơ bản nó là vườn chanh đó. Rồi những cái chỗ mà bà con khi mà bà con trồng sen canh như vậy, nó gặp một cái vấn đề á, là vấn đề thứ nhất á là bà con sẽ thấy rất là khó quản lý sâu bệnh, tại vì nó quá là rậm rạp với nhau ha bà con ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là phân mỗi một cái cây nó sẽ có cái kỹ thuật riêng, nó sẽ có cái chế độ dinh dưỡng riêng, và đặc biệt là giai đoạn làm trái, làm bông, làm trái á, nó sẽ có quy trình riêng và mỗi một cái thời điểm khác nhau. Thế nên khi bà con mà trồng đan xen như thế này á, là làm ảnh hưởng lẫn nhau rất là nhiều giữa các cái cây. Nhà như phân của cây bưởi nó sẽ khác phân của cây mít ha bà con ha. Nên là bà con lưu ý khi trồng sen như vậy thì cái lợi bất cập hại. Hồi lúc nãy là Quanh có yêu cầu thầy là cắt cho Quanh một cái cây tắc đi, nhưng mà thầy lưỡng lự nha. Thực sự là khi mà chúng ta trồng xuống á, chúng ta luôn có cái tư duy là lúc mà cái cây mít hoặc là cái cây chính của mình nó lớn lên thì chúng ta sẽ đốn hạ cái cây bên cạnh. Nhưng Quanh thử hỏi bà con, đối với một cây chanh mà nó đang cho một lần hái như vậy là khoảng 50 ngàn đi. Em nói ví dụ 50 ngàn luôn, là 50 ngàn đi, thì bà con có nỡ chúng ta đốn hạ cây chanh đó đi hay không? Tại đốn hạ đi thì chúng ta sẽ có cảm giác là chúng ta đang lấy cái hột quẹt, chúng ta đốt đi cái tờ polymer 50 ngàn ha, mưa. Mưa luôn rồi bà con, nó rít mưa luôn. Thì cái cảm giác chúng ta sẽ đang đốt tiền và chúng ta sẽ không nỡ để ra tay làm cái việc đó hay bà con ha. Thế nên là bà con chúng ta sẽ rất là khó trong việc mà chúng ta trồng 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 sen canh như vậy. Rồi á, đối với cái cây mà nếu mà không trồng sen canh, bà con sẽ kêu cô Quanh nó đừng trồng sen canh ha, cô Quanh nó đừng trồng sen canh, giờ tôi làm sao, tôi trong thời gian đó là tôi làm gì để tôi sống? Cây bích kia nó chết cành luôn rồi ta, sao vậy? Mưa hả? Xì mũ. Trời đất ơi, xì mũ. Bà Nãy con giờ chưa lấy phân của thằng bưởi bỏ qua nè. thì xài phân hóa học nè, vườn này xài phân hóa học rất là nhiều ha bà con ha. Thằng bưởi thì bị cái mức độ xì mũ của nó ít hơn, còn thằng mít là xì mũ rất là dễ, thì cây này nó bị xì mũ rồi nè bà con. Xì mũ là coi như là chết luôn, mà có nguy cơ bị lây ha. Hay như giờ Quanh đạp ở đây mà Quanh đi tới chỗ khác là có nguy cơ là cái chỗ khác là nó có thể bị lây cái vụ khuẩn á. Quay lại chủ đề của chúng ta, vậy thì khi mà bà con trồng mít hoặc trồng bưởi hoặc trồng các cái cây mà lâu có trái thì chúng ta sẽ trồng cái cây gì để mà lấy ngắn nuôi dài và nó có kinh tế? Thì xin thưa với bà con, cây mai á, là một trong những cây mà có giá trị kinh tế cũng khá là cao. Ví dụ bà con có thể trồng sen cây mai với cây mít hoặc cây mai với cây bưởi, để mà chúng ta lấy cái thân và lấy cái gốc của cây mai, chúng ta có thể cắt ngang và chúng ta ứng vô, chúng ta ghép, và chúng ta có thể bán lúa non bất kỳ giai đoạn nào mà cây mai nó đều có giá trị kinh tế cả. Nên quý bà con chúng ta lưu ý phần đó, cái đó khó đường đi không? Không. Đây đây, đây mới gọi là chen này. Chen kiểu gì vậy? Anh Diễn anh bắt Quanh đi toàn đường khó không à, leo mương đồ, còn cái bụp kia xong
Chà, có cái túi để cái điện thoại. Rồi, cái mít kìa, chín kìa. Mít chín rồi, thơm rồi, vô ăn thôi. Đó, bà con thấy không? Cái hệ lụy của việc trồng sen. Đây, chín chùm chùm. Chín cũng không biết luôn á. Ừ, nó dính chùm chùm với nhau rồi, không biết nó bị sâu bệnh lúc nào luôn. Bà con thấy để bà con chúng ta né việc trồng sen. Thực sự ra ở vai trò là nhà bán cây giống, khi mà bà con mua cây giống thì Quanh rất là vui, tại khi đó là Quanh có tiền nhiều hơn và chia sẻ với đội ngũ của mình nhiều hơn. Tuy nhiên là bà con trồng mà sen canh nhiều quá là Quanh cũng đâu có vui ha. Quanh canh nhiều quá nữa sau này Quanh biết cái hậu quả nó như thế nào là Quanh cũng không hề vui vẻ gì ha bà con ha. Nè, ví dụ như bà con trồng clip này nè, bà con chỉ trồng bưởi không nè, thấy rất là thoáng đãng ha. Clip này trồng bưởi không, thấy rất là thoáng đãng, thấy rất là dễ chịu. Mà khi mà tới cái khu vực nào đó mà thấy mà trồng sen là bắt đầu chúng ta cảm thấy là mắt chúng ta rối rồi. Và chúng ta vô cùng khó chịu với cái việc đó ha bà con ha. Bà con lưu ý dùng Quanh cái việc này. Đây là một khu vườn trồng sen canh và bà con sẽ thấy rất là không bưởi da xanh. Nó rất là bất lợi bất cập hại nên bà con lưu ý cái việc này và chúng ta tuyệt đối nên chọn những cái cây hữu hiệu, hiệu quả để mà chúng ta trồng sen ha bà con ha. Không nên trồng sen quá nhiều các cái loại khác nhau ở trong một cây vườn, và đặc biệt đối với cây mít nó phát triển rất là nhanh, chúng ta không nên trồng sen ha bà con ha. Hoặc nếu có trồng sen bà con có thể lựa chọn cây mai để chúng ta trồng sen nha bà con nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều, một video chia sẻ thực tế về việc trồng sen và những cái hậu quả của việc trồng sen là như thế nào. Mong là khi xem video này bà con chúng ta sẽ có một cái đúc kết được cái kinh nghiệm từ những người đi trước để mà chúng ta né tránh được những cái việc này. Và mong là video này hữu ích đến quý bà con của chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo nhé. Trời mưa rồi, chắc là Quanh xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.